ngoài đường rồi còn trải vải ra đường, cũng chỉ là mấy ông nội đồng chọc đi chân đất thôi, có gì mà ghê vậy. Mà công ta bảo chắp tay lại rồi đi theo. Một số ông nội còn mảnh háng mang cả máy thổi cát sỏi ra ngoài đường rồi còn trải vải ra đường trong mấy ông nội chọc đầu đi qua. Ủa ai mượn? Rồi một đám mù lùn kéo theo sao chi vậy? Kẹt đường nguy hiểm, ghê tắc giao thông. Chưa kể thêm ạ, mấy ông lại còn mảnh háng đi theo quay. Ở nhà ba mẹ ốm thì không lo, con cái nó đòi. Nhìn người xôi thịt như thế này mà lên bình luận các thầy thì không uy tín lắm em ạ. Ít nhất thì muốn bình luận về thầy cũng làm cái áo rộng rộng một tí, nhìn trang nghiêm một tí là mặc áo bó như thế. Đi bình luận người thầy tu, nên bình luận về cái thầy mà đang chế cái giới gì mà không tà dâm ấy. Thành giới là phải trung thành đấy. Đấy, đấy. Bình luận cái thầy đấy hợp hơn. Rồi lại bắt chước mấy idol rồi cũng nói là gì, lo cho cha mẹ à. Trời đang mưa đấy, về nấu cơm cho bố mẹ ăn đi. Thì ngồi đi kêu gọi, bố mẹ biết đâu lướt TikTok thì nhìn thấy nó lại kỳ, đúng không? Em nên tập trung vào cái chuyên môn của em ấy hay hơn. Chứ là bình luận người tu nhìn không uy tín lắm. Bình luận về thầy Minh Tuệ thì nên ăn mặc quần áo rộng rãi một chút, trang nghiêm, những quần áo trang nghiêm. Đấy, đơn giản thôi. Bớt nhí nhảnh đi một tí thì bình luận về thầy Minh Tuệ hợp hơn đấy.